Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là pin của Samsung Galaxy A50s đang được chờ thay mới cho quý vị các bạn tại Di động Cao cấp.vn. Pin của Samsung Galaxy A50s thì có dung lượng pin rất là lớn, lên tới 3900 mAh, dung lượng cực đại nó là 4000 mAh. Mã pin là EB BA505 ABUI. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần pin của Samsung Galaxy A50s lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới pin cho Samsung Galaxy A50s, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên từ Di động Cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Hiện tại Di động Cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên Samsung Galaxy A50s nói chung và pin của A50s nói riêng thay mới các bạn. Đối với khách hàng ở xa không điều kiện đến với Di động Cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship pin của Samsung Galaxy A50s đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền đến bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn.